đi vào phần đầu tiên của axit chlorhydric, đó chính là phần tính chất vật lý và ứng dụng các em nhé. Thứ nhất, axit chlorhydric thì dung dịch khí hiđro trong nước, hiđro cloro trong nước là gọi là axit chlorhydric. Nếu như chúng ta nói là axit chlorhydric này thì có nghĩa rằng chúng ta đã hòa tan cái khí hiđro cloro vào trong nước rồi và gọi nó là axit, được chưa nhỉ? Như vậy nếu là nói HCl thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái thể tồn tại của nó mà đưa ra được cái tên gọi. Ví dụ HCl mà tồn tại ở thể khí, HCl tồn tại ở thể khí thì cái tên của nó sẽ là khí hiđro cloro. Còn nếu HCl tồn tại ở thể dung dịch thì nó sẽ gọi là dung dịch axit chlorhydric các em nhé. Chú ý cho thầy điều đó. Còn khi mà chúng ta hòa tan cái khí đó vào trong nước rồi thì nó sẽ tạo thành dung dịch tương ứng. Được chưa nhá? Tính chất thứ hai nữa, xét riêng với axit chlorhydric thì nó là chất lỏng trong suốt không màu. Chất lỏng này trong suốt không màu và có thể bay hơi. Có thể bay hơi. Có thể bay hơi nhá. Đây ví dụ ở đây. Chúng ta nhìn thấy đây là một lọ dung dịch axit chlorhydric và đã được đậy nắp kín ở bên trên rồi. Nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái sự bay hơi của axit chlorhydric này.